Ai Việt Nam xin chào các bạn khán giả. Từ đầu năm 2021 đến nay, không chỉ tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, mà ngay cả chính trị cũng trở thành một chảo lửa nóng bỏng. Mặc cho Covid-19 vẫn chưa hề kết thúc, các chuyến thăm ngoại giao đã được nối trở lại. Chỉ trong vòng gần 2 tháng, Việt Nam liên tục đón tiếp lãnh đạo của các nước. Mở màn là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Kamala Harris cũng tới Việt Nam, kèm theo 1 triệu liều vaccine. Trước hành động đó, Ngoại trưởng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng không thể ngồi yên mà lập tức hạ cánh xuống sân bay Hà Nội. Mỹ, Trung, Nhật thay phiên tới Việt Nam mang theo những liều vaccine hỗ trợ. Thế nhưng mới đây trong chuyến công du của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lại chọn tới thăm Cuba. Hành động ngoại giao này không chỉ là tình nghĩa mà còn là nước cờ cao tay của Việt Nam, tạo cho giới quan sát chính trị một phen bất ngờ. Vậy hàm ý gì thực sự ẩn sâu trong chuyến thăm lần này? Hãy cùng Việt Nam giải mã qua video ngày hôm nay nhé! Vào rạng sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ra Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba anh em từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ngay tiếp sau đó, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước sẽ tới Mỹ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ. Vì sao lại là nước cờ táo bạo ư? Về điều này, Ai Việt Nam xin phép được phân tích ở đoạn sau của video. Còn bây giờ chúng ta cùng nhắc lại về tình bạn xuyên thế kỷ của Việt Nam và Cuba. Trong mối quan hệ chính trị trên thế giới, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng tình cảm trong sáng giữa Việt Nam và Cuba dường như được nối lại với những quy luật thông thường ấy, một thứ tình cảm không hề vụ lợi. Mối quan hệ kỳ lạ ấy được chính thức thiết lập vào ngày 2 tháng 2 năm 1960. Nước đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam không phải là những người hàng xóm châu Á của chúng ta, mà là Cuba, một quốc gia cách chúng ta đến nửa vòng trái đất. Trong thời kỳ chống Mỹ, suốt những năm tháng ấy, Cuba đã không ngừng ủng hộ Việt Nam cả về vật chất và tinh thần. Có lẽ trong lịch sử từ cổ chí kim, không có vị lãnh tụ quốc gia nào như Fidel Castro. Ông phát biểu ủng hộ Việt Nam trong gần 100 diễn đàn công khai ở Cuba và trên thế giới. Ông liên tục đấu tranh cho Việt Nam suốt 42 năm không hề ngừng nghỉ, từ năm 1964 đến năm 2005. Trong đó giai đoạn Mỹ xâm lược Việt Nam từ năm 1965 đến 1975, ông đã phát biểu 66 lần. Ông đã bày tỏ sự mạnh mẽ, đoàn kết chiến đấu, sự ủng hộ hết lòng của cá nhân và dân tộc mình đối với sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 1996, tại quảng trường cách mạng Cuba, trước nửa triệu quân lính tham gia cuộc meeting kỷ niệm thắng lợi cách mạng Cuba lần thứ 7, Chủ tịch Fidel Castro đã dõng dạc tuyên bố với thế giới rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Sau năm 1959, Mỹ đã cấm vận Cuba và tìm mọi cách xóa bỏ Cộng sản. Cuba có thể được ví với cái gai trong mắt Mỹ. Điều này khiến tình hình Cuba hết sức khó khăn. Thế nhưng, nó không hề khiến những ủng hộ của Cuba với Việt Nam lay chuyển. Không giống như nhiều tình hữu nghị khác mà mối quan hệ không đâu xa chính là Việt Nam với Triều Tiên. Trước đây vào thập niên 1950-1960, Triều Tiên và Việt Nam có quan hệ thân thiết do hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng. Cả hai nước thời điểm này đều bị chia cắt, cùng đang trong công cuộc chiến đấu chống Mỹ, cùng tương thân hỗ trợ lẫn nhau. Còn nhớ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Triều Tiên đã từng cử hơn 100 phi công trẻ và sĩ quan sang học tập, huấn luyện cùng các phi công Việt Nam để lấy kinh nghiệm. Nhưng sau đó vì lợi ích quốc gia, Triều Tiên đành quay lưng, lạnh nhạt với chúng ta không ít lần. Nhưng Cuba thì lại là một thái cực hoàn toàn khác. Hẳn nhiều bạn còn nhớ cuộc chiến năm 1979, khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, Triều Tiên đã không do dự mà đứng lên ủng hộ Trung Quốc. Còn Cuba vẫn luôn đồng hành, sát cánh bên Việt Nam, thậm chí còn tuyên bố gửi quân sang chiến đấu cùng Việt Nam. Sau này trong thời kỳ Việt Nam bị Mỹ cấm vận, Cuba cũng là nước đã gửi hỗ trợ thuốc men, lương thực cho Việt Nam. Khi Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ và các nước tư bản khác, trong khi Cuba vẫn chịu lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ, nhưng Cuba chưa bao giờ lấy đấy làm điều khó chịu hay cho rằng Việt Nam đã phản bội bạn bè, mà vẫn hết lòng hỗ trợ Việt Nam trên nhiều mặt. Thử hỏi chúng ta tìm đâu ra một người bạn tuyệt vời như thế? Tất nhiên tình cảm người dân Việt Nam dành cho Cuba cũng là điều không phải bàn cãi. Sau này khi Việt Nam trên đà phát triển kinh tế, chúng ta cũng đã san sẻ được nhiều khó khăn với Cuba. Để miêu tả về hoàn cảnh của Việt Nam và Cuba, có thể dùng câu nói quen nhau từ thuở hàn vi đến khi sang trọng, há chi bạn hèn. Về mối chân tình Việt Nam-Cuba, có lẽ nói bao nhiêu cũng không đủ và cũng không cần chứng minh thêm. Trên đây Ai Việt Nam chỉ nhắc lại một số dẫn chứng tiêu biểu để gợi nhớ cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi, giải đất hình chữ S của chúng ta đã gánh chịu những thiệt hại không hề nhỏ. Trong khi đó ở Cuba, mọi việc còn nghiêm trọng hơn, có thể coi là áp lực kép. Cuba vừa phải đối mặt với COVID-19, lại phải chịu lệnh cấm vận thương mại hà khắc từ Hoa Kỳ. Quả thực đây là một đòn chí mạng bồi lên kinh tế Cuba. Thương mại bị cấm vận đồng nghĩa với việc không thể nhập khẩu được thuốc men, vật tư y tế, lương thực và nhiều ngành hàng thiết yếu khác. Chính vì thế dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực nặng nề. Gần đây một số cuộc biểu tình đã nổ ra, không loại trừ nguyên nhân là do các thế lực nước ngoài đã giật dây phá hoại. Ban đầu những cuộc biểu tình đều diễn ra dưới dạng ôn hòa, song các cuộc biểu tình ôn hòa dần trở nên phức tạp vì có sự kích động từ các thế lực xấu, dẫn đến người biểu tình ném gạch đá vào lực lượng chức năng, đập phá các điểm giao dịch. Thời điểm này việc chúng ta thăm viếng và cùng lúc giúp đỡ Cuba là một việc vô cùng có ý nghĩa. Đây cũng có thể coi là hành động báo đáp lại những ân tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong quá khứ. Với thế mạnh của mình, chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ Cuba về lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa cần thiết khác cho Cuba. Còn Cuba với thế mạnh về y tế, vaccine, Cuba có thể cung cấp vaccine và hỗ trợ y tế cho Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến đi này để hợp tác cùng vượt qua đại dịch, đây chắc chắn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chuyến thăm. Chưa hết, hãy nhìn vào phái đoàn tháp tùng Chủ tịch nước gồm có các Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Công thương, Thông tin Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thêm vào nữa là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra còn có hai Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng và Công an. Có thể dự đoán được rằng Việt Nam sẽ chia sẻ các kinh nghiệm để giúp Cuba quản lý, cải cách kinh tế nhằm phát triển và thích ứng với thời đại mới. Đây cũng là cơ hội để một số doanh nghiệp Việt Nam đổ vốn sang hoạt động tại Cuba. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp đỡ bạn nhưng cũng giúp chúng ta vươn tầm ra thế giới. Đây chính là những dự báo cho tương lai sắp tới. Có những hoạt động cụ thể, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Thêm vào đó, hai Thứ trưởng về An ninh và Quốc phòng của Việt Nam chắc chắn sẽ giúp người anh em Cuba đối phó với các thế lực thù địch, chống phá tình hình ổn định của đất nước. Đồng thời, chuyến thăm cũng thêm một lần khẳng định lại tình cảm trước sau như một của Việt Nam và Cuba. Các khán giả thân mến, đứng trên góc độ khách quan để nhìn nhận, nhất là trong ngoại giao, đây là một bước đi đúng đắn, sáng suốt, vẹn cả đôi đường của Việt Nam. Tại sao ư? Như chúng ta đã biết, thời gian vừa qua, Việt Nam đã liên tiếp đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Điều đó cho thấy các nước lớn đang ra sức lôi kéo Việt Nam vào tầm ảnh hưởng của mình. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam chọn thăm một người bạn, người anh em đang gặp khó khăn, chứng tỏ Việt Nam đang ngầm phát đi thông điệp rằng Việt Nam coi trọng các mối quan hệ bạn bè truyền thống, không có chuyện có mới nơi cũ. Đồng thời chuyến thăm cũng thể hiện sự cao tay trong nghệ thuật ngoại giao của Việt Nam. Nó đã giữ được sự cân bằng giữa các cường quốc. Bởi đây là thời điểm nhiều nước muốn thấy Việt Nam chọn phe sau chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo các nước kể trên. Trong bối cảnh này, nước Việt Nam chọn đến Mỹ đầu tiên, mặc dù là để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thế nhưng dưới con mắt của các thế lực thù địch, chuyên môn xuyên tạc, bồi nhọ, tìm cách gây căng thẳng thì nó hoàn toàn có thể trở thành việc Việt Nam đã chọn phe Mỹ. Vì vậy, việc Việt Nam đi thăm Cuba trước đã hóa giải được nhiều ngộ nhận về việc chọn phe, nhưng lại rất hợp tình, hợp lý và diễn ra vô cùng tự nhiên. Nó củng cố tuyên bố tự chủ, độc lập, không liên minh với nước này để chống nước khác của Việt Nam. Và đúng như dự đoán, Việt Nam không chỉ ủng hộ Cuba bằng những hiện vật mà còn lên tiếng bênh vực Cuba. Trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, đại diện Việt Nam của chúng ta đã dõng dạc lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba. Vâng, chúng ta đã lên tiếng ở ngay trên đất Mỹ để kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận ở Cuba. Cụ thể trong phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu như sau. Một lần nữa, từ diễn đàn trọng thể này, chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận đơn phương Cuba. Chúng tôi mong tình hình ở Afghanistan sớm ổn định để người dân Afghanistan, nhất là phụ nữ và trẻ em, được sống trong hòa bình. Quan điểm cực kỳ rõ ràng, quyết liệt, lại thể hiện được tinh thần quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, một hành động đầy quân tử. Những gì Việt Nam nói và làm, tất cả đều đường đường, chính chính, ngay tại buổi phát biểu này, trước toàn thể nhân loại, không đâm sau lưng, không hèn nhát và cũng rất khiêm nhường. Đó chính là tinh thần Việt Nam, quả là một khí phách Việt Nam phải không các bạn? Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của Ai Việt Nam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn Ai Việt Nam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!